Thưa quý vị và các bạn, qua một ngày rưỡi thảo luận về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, hầu hết các đại biểu Quốc hội phát biểu đều đánh giá cao và ấn tượng đối với kết quả điều hành về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước trong năm của chính phủ, khi nhiều mục tiêu đều tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Đặc biệt, có đại biểu cho rằng kinh tế ngân sách 2018 là một bức tranh đẹp toàn diện. Phát biểu tại hội trường, nhiều đại biểu đánh giá cao nỗ lực điều hành của chính phủ. Điển hình như năm 2018, 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, tổng thu ngân sách vượt dự toán, ngân sách trung ương vượt thu sau 3 năm liên tiếp hụt thu, bộ chi được kiểm soát, nợ công trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, một số đại biểu cũng bày tỏ lo lắng khi tăng trưởng chưa thực sự bền vững. Để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra trong năm 2019, các ngành, các cấp cần phải nỗ lực hơn nữa. Tại phiên thảo luận, sau khi nghe một số ý kiến đại biểu bày tỏ lo lắng, giá điện cứ hắt mãi điệp khúc, tăng giá, tăng nữa, tăng mãi, và liệu tăng giá điện có đúng quy trình cũng như có ảnh hưởng tới mục tiêu lạm phát năm 2019 hay không? Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã khẳng định, chính phủ kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát đề ra. Theo Phó Thủ tướng, kiểm soát ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế và kiểm soát lạm phát luôn là ưu tiên hàng đầu của Quốc hội và Chính phủ. 3 năm qua, liên tiếp kiểm soát CPI dưới 4% là một điểm sáng trong bức tranh điều hành kinh tế vĩ mô. Năm 2019, Quốc hội đề ra mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4%, nhưng nghị quyết của Chính phủ đã đặt mục tiêu tích cực hơn là dưới 4%. Ban chỉ đạo điều hành giá đã tính toán, đưa ra 5 kịch bản và đã lựa chọn kịch bản CPI năm 2019 trong khoảng 3,3% đến 3,9% GDP. Tại phiên họp, Phó Thủ tướng cho biết chính phủ cũng đã đưa ra 5 biện pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát trong khoảng 3,3% đến 3,9% GDP. Phó Thủ tướng cho biết thêm, qua kiểm tra sơ bộ, việc tăng giá điện chưa phát hiện sai phạm gì. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm nghiên cứu, trình chính phủ sửa đổi biểu giá điện hợp lý hơn. Thanh tra chính phủ sớm công bố kết quả thanh tra và xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Hiện chính phủ cũng đang đề xuất kiểm toán nhà nước, nghiên cứu đưa vào kế hoạch kiểm toán chuyên đề về giá điện trong năm 2019.